Rồi, hãy nhắc lại một lần nữa, trên máy thật mình muốn cài Windows vào trong cái máy tính thì đầu tiên mình sẽ tạo một cái USB boot mà nó có chứa đĩa Win ha. Tại mấy cái máy sau này thì nó không có ổ CD nữa mà nó dùng USB để boot thôi ha. Thì có hai phần mềm mà thầy muốn chạy, thật ra nhiều phần mềm lắm. Một cái là Zumi ha, hoặc là Zumi này cho những ổ cứng mà GPT á các em ha. Một cái phần mềm Zooperst ha. Zooperst này nó nhẹ, nó gọn hơn, thì các em dùng cái nào cũng được ha. Đó. Rồi, bây giờ thầy sẽ sử dụng phần mềm Zumi nè, nó dễ hơn nè. Đầu tiên á, các em muốn tạo USB boot thì đầu tiên các em phải có một cái file ISO Windows đó, thì đây thầy tải trên mạng xuống rồi nè. À, đây là trên mạng xuống rồi, tí thầy sẽ chia sẻ này cho các em luôn. À, thật ra các em dùng Win 10 cũng được nữa. À, mình phải có cái này. À, rồi mình phải có phần mềm Zumi nữa. À, nhớ là mình phải có phần mềm Zumi hoặc là phần mềm Zooperst. À, hoặc là phần mềm này này. Rồi bây giờ mình dùng tạo Zumi nha, cái này các em muốn à, cái này thầy gửi cho các em rồi nè. Thầy gửi lại cho các em nè. Bây giờ mình dùng phần Zumi trước nha, Zooperst nó dễ lắm. Thầy gửi lại cái này nè. À, lưu ý máy thầy cái ổ cứng USB của thầy là cái kiểu cũ, nên thầy dùng cái này nha các em, dùng cái trên. Rồi. Lưu ý là thầy đang quay video nên là nếu mà ai không nghe kịp thì không sao đâu, tí này gửi cái này lên mạng cho các em mà. Rồi, bây giờ bắt đầu thầy chỉ nha, thầy dùng phần mềm Zumi trước. Đầu tiên thì các em tải phần mềm đó xuống. Ha, các em bật nó lên. Các em chạy. Các em cũng phải cắm USB vào nha các em. Ha, các em muốn tạo một cái đĩa mà các em sẽ chọn như cái này, các em muốn format nó cũng được. Ha. Đó. Rồi, các em muốn tạo để thành cái đĩa hai lên bút CD hồi nãy cũng được luôn, cái đĩa bút mà mình cài Win á, nghĩa là các em muốn dùng đĩa đó hoặc là đĩa Win cũng được, nghĩa là các em muốn tạo đĩa này á, là dùng để xử lý sửa máy thì các em dùng chọn cái này. Còn nếu mà các em muốn tạo nó làm một cái file để các em cài Win thì các em chọn cái này. Nếu mà muốn tạo một cái file để sửa máy là dùng cái này nha các em. Ha. Đó. Rồi, ví dụ ta sẽ chọn cái này. Rồi, các em chú ý nha, mình thầy chọn vô đây format luôn để mới hoàn toàn cho nó được. Đó, rồi bấm vào đây. Đó. Nó kêu hỏi gì nhét. Nhét luôn. Đó, bắt đầu nó format cái USB đi. Chúng ta sẽ chờ nó chạy. Đó, bây giờ nó sẽ copy cái file ISO Win 7 vào đó các em. Nó đang copy cái file ISO Win 7 vào. Thì cái này dễ lắm, các em thấy tạo thao tác này rất là dễ, không có gì hết á. À. Rồi, trong khi nó đang chạy thì thầy nói luôn, thì khi mình tạo xong á, để mình làm sao mình biết được mình tạo có đúng có được hay không, thì mình sẽ có một phần mềm để test cho USB đó mình tạo có thành công hay không. Thì phần mềm để test USB là phần mềm này nè, là phần mềm này nha các em nha. Đó, các em nhớ là các em tạo xuống, các em giải nén này ra nè. Đó, thầy gửi cho các em file này luôn, phần mềm này test cái USB có chạy được hay không ha, chứ không cần phải khởi động lại thử đâu nha. Rồi.
Rồi, thầy gửi cho các em. Phần mềm này là gọi là phần mềm mà test USB nha. À, thầy thấy bạn Việt đang chia sẻ một phần mềm để quay đúng không em? Ha. Thì không sao, các em dùng phần mềm nào cũng được nha. Các em xài cái nào quen rồi các em cứ xài, không quan trọng là các em phải xài đúng cái phần mềm quay của thầy đâu, tại vì máy của thầy nó có cái đó. Đó, các em nhớ là thầy đang trong khi đang tạo USB nè. Thì thầy gửi cho các em phần mềm mình dùng để test cái USB, ví dụ như là khi mà nó tạo xong có nhiều, tại vì các em lưu ý như vậy nè, cái phần mềm mình nó tạo mình đâu có can thiệp vào được vào trong đâu đúng không em, mình chỉ thực hiện theo nó thôi. Thì nó tạo xong cái làm sao mình biết được cái nó tạo có thành công hay không, có nhiều lúc á mình tạo xong cái mình lại mình cắm USB vô, mình khởi động máy lại, mình cho nó boot từ USB. Nó boot từ USB cái là nó nhiều khi nó boot từ USB cái nó boot không được ha, mất công mình là phải làm lại đó. Thì nó tạo xong rồi đó, xong thì nó làm xong, bây giờ mình sẽ test. Thì cái này nó hỏi là có muốn làm một đĩa khác không, thì mình chọn no, ví dụ như Phoenix. Thì các em lưu ý là khi mà nó tạo xong á thì các em coi này, nó tạo ra một cái multi boot này, nó có win 7 sẵn cho mình luôn rồi. Bây giờ mình sẽ test coi nó chạy được hay không, không cần phải khởi động lại máy đâu nha. À, bây giờ thầy test nè, cái này là thầy đã trong đây, thầy gửi cho các em file đó rồi đó. Các em sẽ thật ra có nhiều phần mềm test đó nha các em nha. Rồi các em giải nén, các em bật cái này lên, các em chọn cái ổ USB của các em á, các em bấm chạy đó, nó sẽ test, nó sẽ chạy cái lúc mà các em khởi động lại máy tính đó các em, thì nó cũng sẽ khởi động vào USB, thì nó giống như vậy luôn nè. Ví dụ như các em chọn cái dưới. À, nó chạy. Đó, các em chọn cái Win 7 nè, các em thấy cái file Win 7 ISO lấy mình chép vô. Đó, rồi mình nhấn Enter. Đó, nó bắt đầu nó boot. Đây là đang boot boot giả thôi nha các em. Đó, nó kêu nhấn một đĩa. Đó, thì thật ra là nó mà chạy từ tới đây rồi nè, là chứng tỏ là cái USB này nó boot được Win, nó cài được Win rồi nè. Đó, đây là mình rồi thôi, cái này mình mới test thôi. Mình test nó chạy được và nó về là USB là tạo thành công rồi đó. Rồi khi mà thực tế khi mình tạo được USB rồi á, các em nghe thầy nói nha, mình tạo được USB rồi, mình muốn cài lại Windows của mình á, thì mình sẽ cắm cái USB vào trong máy tính, mình cắm USB vào trong máy tính, mình sẽ vào trong BIOS mình chỉnh là boot từ USB giúp, thì mình sẽ, nhưng mà trên máy ảo thì mình không có chỉnh được, trên máy ảo mà muốn chỉnh được thì mình lại dùng một phần mềm khác nữa ha. Đó, trên máy ảo thì mình không có chỉnh boot từ USB được, mà trên máy ảo mình sẽ chọn sẵn luôn. Bây giờ thầy sẽ thử rồi tiếp tục nè, bây giờ thầy sẽ chỉ các em cách cài Win đó. Rồi bây giờ thầy sẽ start nào đây nè. Trên máy ảo thì lưu ý nha, thầy nói lại một lần nữa, trên máy thật thì mình sẽ tạo ra một cái USB mà có đĩa Win sẵn rồi, mình sẽ khởi động máy lại, mình cắm USB vào, mình chỉnh là khởi động từ USB và tự động cài Win luôn. Nhưng mà trên máy ảo thì không cần, trên máy ảo mình chỉ cần bỏ đĩa vào bằng cách mình bấm vào đây thôi nha. Mình bấm vào cái chỗ này nè. Đó, trên máy ảo thì không cần phải chỉnh boot từ USB đâu, mình chọn file ISO, tại file ISO chính là USB, giống như dạng USB hay CD rồi. Đó, mình chọn đây. Đó, đó mình OK. Đó, bắt đầu mình bấm vào đây, mình cài này, mình cài Win luôn. Đó, cái nó kêu mình nhấn Enter một phím thấy không? Đó, bắt đầu nó cài Win. Nghĩa là đó, thì đó là cái cách cài Win. Thì cái kế bước cài Win này đơn giản, các em cứ bấm 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 các em cứ để nó chạy mà bấm nét 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 là tự động nó cài Windows ở trên máy ảo. Đó, nên là cái phần cài Win ở trên đây thì thầy chỉ có hướng dẫn các em tới đây thôi, tại vì những bước sau bấm nét không à các em. Nó không có gì khó hết nha. Đó, nên là cái bước cài Win này thì thầy thầy tạm thời cái thầy dừng ở đây luôn, nghĩa là thầy chỉ hướng dẫn bước đầu để các em muốn cài Win ở trên máy ảo thôi nha.
Đó, rồi thầy tạm dừng cái này luôn nha. Rồi vậy là thầy đã hướng dẫn các em nãy giờ là cái cách mà phân chia ổ đĩa rồi, cái cách mà cài tạo USB boot rồi ha. Rồi thầy bấm dừng cái này và bắt đầu cài Win trên máy ảo luôn ha.